Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Dưới sự sắp xếp của Tinh La Đế Quốc, họ ở thành phố Hải Tân nghỉ ngơi một đêm. Sau đó trực tiếp đến thủ đô của Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành bằng tàu hồn đạo. Chào cô Thái. Thủ đô Tinh La Đế Quốc chúng ta đang long trọng cử hành cuộc thi hồn đạo sư thanh niên. Nhưng học viện Sử Lai Khắc mà cô dẫn đến cũng đều là những người trẻ tuổi tài giỏi. Không biết có hứng thú tham gia cuộc thi hồn sư thanh niên của chúng tôi không? Chúng ta chỉ đến giao lưu, thi đấu thì thôi đi. Với năng lực của chư vị học viên của Sử Lai Khắc, không cần tham gia vòng sơ loại, trực tiếp bắt đầu từ vòng đào thải. Ta không lo lắng điều này. Xem ra cô cực kỳ có lòng tin với đệ tử của mình nhỉ. Nếu như các anh cứ muốn chúng ta tham dự cuộc thi, thì cũng không phải là không thể. Trừ phi phần thưởng quán quân là hồn cốt. Hồn cốt. Hồn cốt có từ hồn thú, nhưng mỗi một hồn thú có một hồn hoàn khác nhau. Tỷ lệ xuất hiện của hồn cốt chỉ có 1%. Chỉ có duy nhất hồn thú 10 vạn năm mới chắc chắn có hồn cốt. Bây giờ hồn thú suy tàn, hồn cốt càng là thứ vô cùng trân quý. Cô Thái, cuộc thi này tên là cuộc thi tinh anh hồn sư cao cấp thanh niên toàn đại lục. Có thi cá nhân, có thi nhóm đội, cũng có thi cơ giáp. Chỉ có thi đấu tổng hợp cá nhân thì phần thưởng mới là một miếng hồn cốt. Phần thưởng sau cùng của thi đấu nhóm 7 người là hồn đoàn kim thử, mỗi người một miếng. 2 đánh 2 thì phần thưởng sau cùng là linh vật vạn năm. Phần thưởng quán quân sau cùng của thi đấu cơ giáp là cơ giáp cấp đen, á quân và hạng 3 đều là cơ giáp cấp tím. Hồn cốt chỉ có một miếng thôi, cô xem. Vậy có hạn chế tham dự thi đấu không? Dưới 20 tuổi, những cái khác thì không. Được. Họ ăn giỏi thật. Nghe nói phía đế quốc mời họ đến tham gia thi đấu tinh anh hồn đạo sư cao cấp thanh niên toàn quốc lần này. Họ còn ít tuổi như thế, tham gia tổ thiếu niên nhỉ? Không phải nhé, tham gia tổ thanh niên, xem ra đế quốc muốn giao oai với họ rồi. Nghe nói, lần này quái vật học viện cũng đến tham gia thi đấu. Đây tính như là trận chiến với Sử Lai Khắc sao? Cẩn trọng lời nói, đế quốc rất coi trọng quái vật học viện. Quái vật học viện, đó là cái quỷ gì thế? Đội trưởng, ngồi tàu hồn đạo có cảm giác chột dạ không? Nhổ vào, nơi này cũng không phải là niên bang, sẽ không gặp phải tà hồn sư chứ. Gần đây tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, tâm tình cũng trở nên khoan khoái hơn nhiều. Cũng không cần phải chịu giày vò trong biển nữa, thật hả dạ. Ý, đó là cơ giáp sao, ánh sáng họ phát ra là kẻ địch tấn công. Cơ giáp đỏ, nếu như có thầy mục giã ở đây thì tốt rồi. Xem ra cô Thái bảo vệ tàu rồi. Đội hộ vệ cơ giáp của Tinh La Đế Quốc phụ trách hộ vệ sứ đoàn đến rồi. Miệng quạ đen cậu. Không phải họa tớ gây ra, đều là điểm lành của cậu. Bớt nói đi, bảo vệ tốt bản thân các em. Đến toa tàu xem, cứu người bình thường. Tinh Nam, Chính Vũ, các cậu cản công kích ở bên ngoài. Lạp Chí, Tiểu Ngôn, các cậu phối hợp. Cổ Nguyệt, cậu cũng ở bên ngoài, Tạ Giải theo tớ và Nguyên Ân vào trong cứu người. Cẩn thận. Đã cứu hết người trong toa này rồi. Chuyển đến toa xe bên trái. Phối hợp với họ cứu người. Tỏ.